tướng, thành thơ quá nhỉ. Mai nào các anh em. Sao nào, sao lại xông vào thế này? Ta có nợ các người tiền đâu. Lo nghĩ việc triều chính, tóc dựng từng nắm một, cần mẫn như trâu già, ngày ngày bận rộn không được thành thơi. Tha tướng là đứng đầu trăm quan, đáng lẽ phải là người bận rộn nhất, giờ lại trốn ở nhà vui thù với mỹ nhân. Người ta sẽ nghĩ sao? Thì ra đây là lý do các người bất chấp lễ nghi xông vào, mặt như đưa đám nhìn ta như thế. Công việc chính của ta đã hoàn thành từ lâu, bây giờ là thời gian riêng của ta, ngay cả bệ hạ cũng không can thiệp, còn lâu mới đến lượt các người xen vào. Đám quần thần lập tức xẹt như của bóng xì hơi. Đông La Du Cổ, họ vốn muốn đứng trên đỉnh cao đạo đức, chỉ trích Hà Nhân, khiến hắn hổ thẹn, rồi lấy việc xúi giục bệ hạ xây đường thu thuế ra áp chế. Nhưng Hà Nhân không đi theo lối mòn, khiến họ phải nuốt lại những lời định nói. Khất lễ quá rồi, đây là lỗi của hạ quan. Thật là vô lý. Nói chuyện tử tế đi, việc gì phải thế? Nói đi, các người đến đây có việc gì? Hạ quan nghe nói, Hà Tướng mấy ngày trước xúi giục bệ hạ, điều động 100.000 công nhân, muốn xây một con đường thẳng từ Quan Trung đến Quan Tây, để thu thuế đường từ thương nhân và nội phố, có phải vậy không? Phùng Đại Phu nghe ai nói thế? Thái tử điện hạ, có phải chính Thái tử điện hạ nói với người không? Không phải, là Thái tử điện hạ đã nói với Lý. Quần thần đột nhiên có tiếng ho xé lẳng vang lên. Phùng Kiệt lập tức nhận ra, suýt nữa bị Hà Nhân dẫn đi sai hướng, bàn đường Thái tử thì còn được. Hà Nhân và Thái tử có tình bạn, sẽ không trách tội Thái tử. Nhưng nếu bàn đường Lý Tư, thì thật là nguy hiểm. Mong Hà tướng đừng nói quanh co nữa. Bệ hạ xây đường thẳng, muốn thu thuế đường để bổ sung vào ngân phố, có phải do Hà tướng xúi giục không? Đúng vậy. Hạ tướng thật hoang đường, hạ tướng cũng có cơ ngơi. Buôn bán cha, hắn phải hiểu nỗi khổ của thương nhân. Thương nhân tin mua rẻ bán đắt không phải sản xuất, không hợp chính sách của đại tần ta. Nhưng dù sao, họ cũng là thần dân đại tần, sao có thể bóc lột như thế? Phải đấy, thật hoang đường. Nếu không có thương nhân trao đổi lương thực dư thừa của dân, phải bóc dư thừa, biết xử lý thế nào? Để mục nát ở nhà sao? Hạ tướng trước khi ra trận nơi biên này, chẳng phải đã tâu bệ hạ nới lỏng quản lý quận huyện, khuyến khích buôn bán sao? Sao giờ lại thay đổi? Đúng đấy, Hà tướng, ngài đã thay đổi rồi. Lưu tiểu nhân không dám nói, lại còn bắt chước nhau. Không dám nói thì im đi, lặp lại lời ta làm gì? Không ngờ Phùng đại phu cũng hiểu rõ về thương nhân như vậy, thật là chi kỷ. Những lời chất vấn của Phùng Kiệt có lý có cứ, còn lấy những lời Hà Nhân từng nói ra để chất vấn, khiến người ta không thể cãi. Hà Nhân ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng hắn chẳng để tâm, chỉ vào chiếc ghế sau lưng Hà Nhân và Ngô Cơ bên cạnh, lại đau đớn nói: Hiện nay sáu nước đã định, trăm việc chờ hưng. Sao tướng quốc lại có thể lười biếng đến thế? Những chiến công của ngài trước đây, những thành tựu chính trị của ngài, chúng tôi kính trọng biết bao. Nhưng giờ đây, ngài lại tự tay phá hủy sự kính trọng đó. Trước đây ta có chăm chỉ sao? Trước kia khi xử lý chính sự, ta chỉ đưa ra phương hướng, phần còn lại giao cho các quan thần hoàn thiện và thực hiện. Thứ nhất, ta không phải người bản xứ, không hiểu rõ tình hình thực tế, chính sách phải thay đổi cho phù hợp với từng địa phương, nên để danh chính và quần thần bổ sung khi cần thiết là điều hợp lý nhất. Thứ hai, ta quả thật đang lười biếng, kể cả triều hội cũng thường xuyên vắng mặt, chỉ là không lười biếng trước mặt họ mà thôi. Hạ tướng đã tự mãn với hiện tại ư? Có phải muốn học theo hai vị lão tướng Vương Tiện, Vương Bôn nằm trên công trạng để hưởng nhàn chờ chết không? Hạ tướng, ngài thật sự quá đáng. Nếu cứ tiếp tục hưởng nhàn như vậy thì sẽ không xứng với chức vị này. Đúng vậy, Hạ tướng, ngài không nên như thế. Quân thần lại phụ họa theo Phùng Kiệt, nhưng không còn là máy học vẹt nữa, mà đầy vẻ oán trách thất vọng. Hạ nhân thu hết thần sắc của họ vào mắt, rồi bỗng thấy một người quen đến bên ngoài sân, lập tức thở dài: Các ngài của trách phải lẽ, ta cũng tự thấy xấu hổ. Thần Hà Nhân, xin từ chức hữu thừa tướng, xin bệ hạ thu hồi kim ấn. Tham kiến bệ hạ, chấm mời nói cho Hà tướng tự do hôm trước, không ngờ hôm nay đã thực hiện rồi. Nhanh thật, ai khanh thật sự muốn từ chức sao? Thần vốn tính lời biếng, thật không xứng với chức thừa tướng, mong bệ hạ chuẩn ý. Danh chính im lặng, đôi mắt phượng dài sắc bén nhìn về phía quần thần, có vẻ giận dữ. Quần thần thấy ngài như vậy, không khỏi thầm lo lắng. Bệ hạ tin tưởng Hà tướng, ai cũng biết, cũng rất ngưỡng mộ. Giờ Hà tướng bị chúng ta ép từ chức, bệ hạ trong lòng đã không vui, định giúp Hà tướng trả thù đây. Các quan hiền minh, xin bệ hạ đừng trách phạt, xin bệ hạ thu hồi ấn thừa tướng. Tuy lời biếng, nhưng Hà tướng vẫn là người đáng tin cậy. Khi có việc thật sự dám đứng ra giúp đỡ, để ông ấy làm thừa tướng, ít nhất triều đình còn hòa thuận. Đã vậy thì, ai khanh tạm nghỉ ngơi trước đi, trẫm sẽ bổ nhiệm khác sau. Nói xong, danh chính liền thu hồi kim ấn trước mặt mọi người. Lần này quần thần hoàn toàn ngây người, miệng ai nấy há hốc như ngựa. Chuyện gì vậy? Đây, thật sự từ chức sao? Bệ hạ, không thể vậy. À đúng, bệ hạ, không thể bái miễn chức vị này. Người là các người ép, giờ lại đến cầu xin, giả vờ làm gì? Trẫm đã quyết, các người tự lo liệu đi. Chúng ta chỉ muốn hỏi vài việc thôi. Sao lại đột nhiên biến thành ép Hà tướng từ chức? Sao sự việc lại phát triển đến mức này? Quần thần đứng ngây người một lúc, cuối cùng đều xấu hổ nhìn về phía Hà Nhân. Hà tướng, chúng tôi đi khuyên can ngài đây. Bỏ đi, bản hầu thật sự không xứng với chức vị này, xin các vị hãy về đi. Hà tướng, Hà tướng, các vị, xin hãy rời đi.
quần thần đánh chịu. Buộc phải rời khỏi tiểu viện. Mưu cơ nhìn theo họ đi xa, cười khúc khích trở vào nhà. Quân tử, họ đều đã về cả rồi. Thật là xấu hổ quá. Ngài phối hợp với bệ hạ diễn vở này, có vẻ thực sự đã dọa họ rồi. Dọa họ ư? Đợi khi họ tỉnh ngộ, chắc sẽ vui mừng lắm đây. Em rằng ai cũng muốn tranh giành vị trí đó. Mặc kệ bọn họ, người đi trước đi. Mời thiếu phủ đến đây. Sau đó gọi hai vị lão tướng quân Vương Tiễn và Vương Bôn, cùng với những đồng liêu trong quân đội. Hôm nay ta muốn uống một trận cho đã. Chết thật, mày xem náo nhiệt quá. Chúng ta quên mất chuyện thu thuế đường bộ rồi. Lúc này bệ hạ chắc đang giận vì chuyện hòa nhân từ trước. Nhắc lại chuyện sửa đường em là không phải lúc. Chi bằng để bệ hạ sửa xong đường đã. Chúng ta sẽ tâu sau. Đến lúc đó khiến bệ hạ bỏ thuế đường, thì đường đó sẽ lợi quốc lợi dân. Cương càng ra càng cay thật. Tính toán này quả là chu đáo. Sau khi quần thần về cung, sắc mặt bỗng đổi khác. Như hòa nhân đã đoán, từ ấy này chuyển sang phấn khích. Giờ trước cửa tướng đang trống, xem ai có thể lọt vào mắt xanh của bệ hạ, rồi trở thành người đứng đầu triều đình danh giá. Ta tự thấy mình có tài năng, chỉ là trước đây bị hạ nhân che mất ánh sáng. Giờ cơ hội thể hiện cuối cùng đã đến. Bệ hạ truyền chỉ, triệu tả thừa tướng Vương Huyền. Thần tới đây. Trước cũ thừa tướng đang trống, nếu Vương Huyền biểu hiện tốt, em rằng sẽ từ nàng dâu thành bà chủ mất. Phải đấy, sao lại là hắn chứ? Theo thứ tự, phải đến ta trước chứ. Đêm qua Vương Huyền ở lại cung, mọi người đều nghĩ hắn sẽ được thăng chức. Lý Tư lo lắng không yên, nhưng đến chiều hôm sau, danh chính ngạch triệu thái úy Phùng Kiệt đến hỏi han, cũng thức trắng đêm như vậy, liên tiếp mấy ngày, tam cung cửu khanh đều được triệu kiến một lượt. Trong thời gian này, chuyện hà nhân từ trước cũng lan truyền trong dân gian. Nghe nói chưa? Thì ra hà tướng đã thay đổi vì ngộ ra câu danh ngôn của Phạm Lãi, điều tận cung tàng, thỏ chết trò nấu. Nên như Phạm Lãi, sớm về ẩn giật. Đúng đúng đúng, ta còn nghe nói khi hạ tướng từ chức là bị các đại thần ép buộc mới chịu. Ngay cả bệ hạ cũng không ngăn được quyết định từ quan của ông ấy. Như vậy xem ra, đúng là quần thần hãm hại rồi. Triều đình sao lại đen tối đến thế? Ta muốn xem cuối cùng, ai sẽ làm hữu thừa tướng? Ai giỏi hãm hại người khác nhất? Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng lên án hắn. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. Phẩm hạnh hèn hạ như vậy, sao có thể làm người đứng đầu bách quan? Sao có thể trị vì đế quốc đại tần? Tiếng bàn tán của dân chúng nhanh chóng truyền đến tai các đại thần. Chức thừa tướng lập tức trở thành củ khoai nóng. Quân thần vốn hăng hái giờ đều lạnh nhạt. Tất cả đều với thái độ được thì tốt, mất cũng chẳng sao. Dù sao nhận chức vị này sẽ bị ngàn người chỉ trích, mất hết danh dự bị người đời khinh bỉ, việc gì phải khổ thế, nhưng vẫn không thiếu người tham vọng. Lý Tư là một trong số đó. Ta đã chuẩn bị cho ngày này bao lâu? Sao có thể vì vài lời đồn đại mà từ bỏ? Ta sẽ dùng tài năng để chứng minh với thiên hạ, ta xứng đáng với vị trí thừa tướng này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn thu phục lòng dân sáu nước thì phải thống nhất chữ viết trước, bỏ điều xấu, giữ điều hay, thu thập sử sách sáu nước, bãi bỏ học thuyết gây rối loạn lòng người, cấm dân chúng lấy xưa chê nay, lấy học vấn riêng thì báng triều đình. Như vậy chỉ vài năm, thiên hạ sẽ yên ổn, đều theo Tần, đều phục chế độ nhà Tần. Thống nhất chữ viết có thể làm được, nhưng về xét xử, bãi bỏ học thuyết, cấm bàn chính sự thì không cần thiết. Theo trận thấy, trận không bằng mở, triều đình triệu tập các sĩ từ thiên hạ, chỉnh sửa điển tịch sáu nước, bách gia học thuyết, hoặc phê phán, hoặc chỉ trích, hoặc ca ngợi, rồi từ đó suy rộng ra. Như vậy mới xác lập được chính thống của nhà Tần, khiến vạn dân quy phục. Tầm nhìn của bệ hạ cao xa, thần không thể theo kịp. Thần xin hiền ý thô thiển, khanh không cần khiêm nhường như vậy. Nếu còn có kế sách trị quốc, cứ nói ra, chậm xin lắng em. Thần xin hiền ý. Vua tôi nói chuyện suốt đêm, bàn việc dân rồi việc quân, bàn việc quân rồi việc biên cương, cho đến sáng danh chính mới giải tán. Tự mình tiễn Lý Tư ra khỏi nội điện, rồi một mình thở dài. Hàng so với hàng phải bỏ, người so với người phải chết. Ta thả hạ em tự do, không phải không có ý nghĩ khác trong đó. Nhưng giờ ta chọn đi chọn lại trong số nhiều người, thấy chức thừa tướng vẫn phải là hà nhân đảm nhiệm mới được. Thật là ngượng quá. Các ngươi có nghe chưa? Ngoài thành xây một con đường, đường đó đổ cát bùn, khâu lại cứng như sắt đá. Mùa lớn cũng không đập vỡ được mặt đường. Bọn du côn trong thành có kẻ không tin, tụ tập cầm búa sắt đi đập. Nội sử đang quản lý quan trung biết chuyện nổi giận, bắt hết bọn chúng, bắt đi làm khổ sai sửa đường mấy ngày. Nhưng bọn du côn đó khi về lại khoe với người khác con đường đó cứng thế nào, khiến nhiều người tò mò, khiến nội sử đàng cũng bỏ tay. Thôi đi, đường đổ cát bùn lại không phải đá lớn lắm, sao có thể cứng như vậy? Chắc là bọn du côn khoác lác, nói phóng đại thôi. Đó không phải khoác lác đâu, cát bùn đổ đường không phải cát bùn thường. Ta đã tự mình đi xem, là do hà tướng, à không, hà hầu nghiên cứu bí pháp làm ra, gọi là bê tông. Bê tông không chỉ có thể đổ đường, làm cho cứng và phẳng, tiện đi lại, còn có thể xây đê đập thủy lợi, làm cho chắc như thành đồng. Nếu cha ta năm xưa có thứ này, thủy lợi thục chắc sẽ xây chắc hơn nhiều. Người nói chuyện tên Lý Nhị Lang, là con trai của Lý Binh, người xây đô giang đê, biến vùng thục hay lũ lụt, cũng chính là người sau này được gọi là quán giang khẩu Nhị Lãng hiển thánh chân quân. Như vậy,
Con đường đó chính là con đường phía Tây mà Hà Hầu Sứ Bệ Hạ xây. Khi ta đi xem đường, Hà Hầu cũng có mặt ở đó, rất quan tâm đến con đường đó. Ngươi nói, phải không? Với tính cách của Hà Hầu là giao mọi việc cho cấp dưới để thực hiện, nhưng lại quan tâm con đường đó đến thế, chắc chắn là đường quan Tây rồi. Thực ra ta thấy rằng một con đường thẳng tắp bằng phẳng, thương nhân qua lại tiện lợi gấp trăm lần, thu một ít thuế đường cũng không sao, thương nhân chắc cũng không phản đối. Quân thần nhìn nhau, lúc đầu họ kịch liệt phản đối việc xây đường, nhưng giờ mới thấy ông ta làm việc có lợi cho quốc gia và dân chúng, lúc này không biết nói sao cho phải. Cuối cùng Phùng Kiệt lên tiếng, bí quyết làm bê tông của Hà Hầu ngươi có lấy được không? Hà Hầu không báo cáo bí quyết lên triều đình để lập công sao? Ông ta là đường đường đại tầm triệt hầu, đứng ở đỉnh cao nhất của hàng nhị phẩm, đã không còn gì để phong nữa rồi. Ông ta báo cáo bí quyết lên triều đình, có thể xin được chức gì chứ? Bê tông là vật mang lại phúc cho vạn dân, Hà Hầu sao có thể giữ riêng? Ta còn định dùng bê tông để xây lại Đô Giang Đê và Trịnh Quốc Cừ, một lần cho xong. Không được, ta phải đi tìm Hà Hầu để học bí quyết. Lý Nhị Lang bộc phát thẳng thắn, quay người định bước ra ngoài, các đại thần không ai ngăn cản, ngược lại còn đầy vẻ khích lệ. Một lý giám thừa của Nhiên là tấm gương vì nước vì dân đáng kính. Nhưng Lý Nhị Lang đi chưa được mấy bước đã dừng lại, quay lại với vẻ mặt ngượng ngùng, sao ngươi lại không đi nữa? Mấy ngày trước mọi người đi tìm Hà Nhân để trách tội, ta cũng là một trong số đó. Dù mặt dày đến đâu, bây giờ làm sao mở miệng được? Đến xin bí quyết bê tông tay không như thế. Đây, điều này cũng đúng. Có lẽ nên đi tìm bệ hạ, để bệ hạ xin bí quyết từ Hà Hầu. Mọi người im lặng hồi lâu, cuối cùng Lý Tư đưa ra một ý kiến, nhưng lần này Lý Nhị Lang làm ngơ. Những người ngồi trong phòng này, không ai là kẻ ngốc cả. Ông ta đã nhìn ra các đồng liêu muốn ông ta làm kẻ đi đầu. Ông ta không tiếp lời. Sau một hồi im lặng nữa, Lý Tư bất đắc dĩ, đành phải đổi cách khác. Hay là chúng ta cùng đến tàu với bệ hạ? Được. Những người này nghĩ hay thật. Để ta ra đầu, để ta đi xin bí quyết từ Hà Nhân. Không thể nào, ta giờ đã hối hận vì cho Hà Nhân thôi làm thừa tướng. Đang lo làm sao để các người chủ động đi tìm Hà Nhân, thì tự các người đến. Lời các khanh nói chấm đã hiểu. Bê tông của Trấn Quốc Hầu quả thật có lợi cho quốc gia và dân chúng. Nhưng Trấn Quốc Hầu hiện nay đang được nghỉ ngơi, nếu lấy đại nghĩa quốc gia, em ông ta giao bí quyết, em rằng có vẻ thiếu nước được thả câu. Chẳng không thể làm vậy. Danh chính lắc đầu từ chối đề nghị của quân thần. Vẻ mặt này, ai cũng biết ông ta là vị hoàng đế lạnh lùng theo pháp gia, ai không biết còn tưởng ông ta quân tử nhân hại. Quân thần nhìn nhau, không biết nói gì. Nói đến mức này rồi, chúng ta cũng không dám xứ bệ hạ làm chuyện bất nghĩa. Nhưng nếu Trấn Quốc Hầu trở lại vị trí thừa tướng, thì bí quyết bê tông không cần các ngươi xin, ông ta sẽ tự mang ra để tạo phúc cho dân. Chuyện gì thế này? Bệ hạ muốn Hà Hầu trở lại vị trí thừa tướng sao? Ông ta vừa mới rời khỏi vị trí đó mà, ghế còn chưa kịp nguội đã cho ông ta ngồi lại rồi. Sao lại nhìn chẳng như vậy? Chẳng phải chính các người đã ép Trấn Quốc Hầu từ trước sao? Dù đây là sự thật bệ hạ nói, nhưng ngài đổ hết tội lên đầu chúng thần, thật không xứng là bậc quân vương. Lúc đó sao ngài không từ chối nhận ân tín? Thật sự cho rằng triều thần đều là kẻ ngu ngốc không hiểu tâm thật của vua sao? Trần đã nghe gần đây dân chúng Hàm Dương bàn tán về hành động của các ngươi, có nhiều lời oán trách. Nếu các ngươi có lòng, hãy đi tìm Trấn Quốc Hầu trả lại ân tín cho hắn. Danh chính nói xong liền bảo Triệu Cao trao ấn vàng cho Vương Nguyệt, rồi cho mọi người lui ra. Vương Nguyệt ôm ấn vàng, nhìn nhau với các quan, cười khổ. Bệ hạ thật là không còn cách nào, làm bệ tôi chúng ta đành phải vậy. Chưa vị đi thôi, đi tìm Hà Hầu. À không, tìm được Hà tướng thì trả ấn. Các vị đến không đúng lúc, gần đây Hà Hầu đang ở công trường ngoài thành, không có nhà. Vâng, xin lỗi đã làm phiền cô nương, chúng ta xin cáo từ. Hồi nãy nghe Nhị Lang nói có điều lạ, giờ đang trên đường đi tìm Hà Nhân. Thấy con đường này, lão phu không vội tìm hắn nữa, thử xem đường này chắc chắn đến đâu. Nói rồi Phùng Kiệt rút kiếm chém vào lề đường, các quan học theo cũng rút kiếm chém thử. Thời đại này ranh giới văn võ không rõ ràng, đều là những tay cứng cựa lên ngựa đánh trận xuống ngựa cai quản dân. Dân chúng xem thấy toàn quan lớn, không dám lên can ngăn. Đang lúc mọi người chém hăng say, bỗng có tiếng quát: lũ ngu ngốc từ đâu tới, dám phá hoại đường của chúng ta? Sao lại là các ngươi? Mấy ngày trước ta có việc đi vắng không trông chừng được, về đến nhà thì các ngươi đã cướp mất tước chức của chủ nhân ta. Hôm nay lại dám đến phá đường chủ nhân ta xây. Ta không nổi giận, ngươi tưởng ta là mèo ồ má? Đi đi đi, cầm kiếm của các ngươi rồi đi ngay. Thôi nào tiểu hôi, về đi. Các ngươi lại đến gây sự gì đây? Cái đó, chúng thần chỉ nhất thời hứng khởi, nên thử xem, không có ý xấu, và lại đường cũng không hư hại gì, chỉ làm bụi bay lên thôi. Mong Hà tướng đừng trách. Ngụy biện, bắt họ đi xây đường. Anh ơi, có cần phải mạnh tay thế không? Họ là vương hầu công khanh, không phải dân thường. Anh say rượu rồi à? Mang rượu lên đầu à? Sao còn không động thủ? Các ngươi thấy kẻ phạm tội không bắt, muốn bị liên đời à? Dân chúng lập tức hòa lên, tức vũ khí của đám quan đang ngơ ngác, áp giải theo đường đến công trường. Đăng công, có thích hợp không? Tuy là tần nghiêm khắc với cả vương hầu công khanh, nhưng những đại thần này, tuổi nhỏ nhất cũng đã 40-50, thuộc hạng tuổi già,
không phải thanh niên tráng kiện. Dù họ có tội, cũng nên tự xét xử. Bắt họ đi xây đường thế này, nếu làm họ kiệt sức thì sao? Gần đây những kẻ phá hoại đường xá, bắt mãi không hết. Chỉ có dùng bọn họ làm gương, mới có thể răn đe. Lát nữa ta sẽ đi xin lỗi, chắc bọn họ cũng không trách. Được thôi, vậy chúng ta quay lại tiếp tục bữa tiệc, tiện thể xem các ngài làm việc thế nào. Được. Nội sử đằng này có thể đảm đương, danh chính chọn người này làm nội sử lệnh, quản lý dân sự và an ninh trong quan trung. Đúng là chọn đúng người rồi. Thêm phải không? Đáng tiếc, nếu không phải tự các người gây họa, khiến chủ nhân ta phải từ quan về nhà. Giờ này đồ ăn ngon đã vào bụng các người rồi. Hừ. Bát bát gà, bát bát gà, xúc xích một đồng một xiên. Tiểu cậu, cho ta một xiên bên này. Được thôi. Lý chị sao ngươi lại ở đây? Phụ thân. Lại đi các bạn ơi. Sao phụ thân lại đến đây? Giờ ta mới là người hỏi ngươi. Cái đó, con cùng bạn bè ra ngoài thành chơi, chỉ vì cái đó mà bị bắt đi sửa đường. Đừng tưởng, nói mập mờ ta sẽ không biết. Chắc chắn người đã cùng lũ bạn xấu phá đường, mới bị bắt đi làm khổ sai. Đồ ngốc chết đi. Lý Tư tiện tay cầm công cụ đuổi theo Lý Trị. Đám người xem náo nhiệt vội vàng né sang một bên, vô tình để lộ ra đằng sau họ nhiều công tử áo quần sang trọng. Lúc này đám quần thần đang xem náo nhiệt bỗng náo loạn. Nghị tử, xúc sinh, phụ thân tha mạng, ông nội đừng giận. Có rượu ngon làm bạn, con được xem một vở kịch hay. Đời này không uổng, làm cả buổi sáng. Quân thần chắc mệt lắm rồi. Đại tướng quân, còn muốn cho họ nghỉ ngơi không? Cũng được, đúng giờ ăn rồi. Tiểu Hôi đến phát cơm rồi. Đến rồi. Các ngươi nghỉ một chút đi, ăn cơm một chút. Ta ơn quân hầu ban thời gian. Nhân lúc mọi người ăn cơm, ta thông báo một tin. Hôm nay ai hoàn thành khổ sai, về thành thì bảo bạn bè. Nếu muốn kiếm cơm ăn, thì đến chỗ ta làm việc. Mỗi ngày ăn no, con được 3 đồng rưỡi. Hầu gia nói thật sao? Đám công tử nghe vậy giật mình một cái, rồi đầy mặt vui mừng, nói họ là công tử phong lưu, chi bằng nói là đám ăn hại bị nhà đuổi ra, vì họ đều còn rất trẻ. Đúng là tuổi ăn nhiều khiến cha mẹ nghèo. Giờ tuy nội sử phủ bắt họ quăng đến đây sửa đường cực khổ, nhưng họ khác với nô lệ thường. Hai nhân chưa từng ngược đãi họ trong ăn uống. Ta đường đường là chiết hầu, sao lại lừa các người chứ? Nếu không tin, các người cứ tiếp tục sửa đường, ta còn mong có thêm nhiều người làm không công. Hầu gia nhận nghĩa, thôi đừng giả vờ nữa, ăn no bụng đã rồi tính. Hà tướng, không biết có thể nói chuyện riêng được không? Hà tướng, Vương lão tướng không cần khách sáo thế. Gọi ta là Hà hầu hay Hà nhân đều được. Được, Hà tướng. Hà tướng, gần đây ngài phòng túng cũng đủ rồi, nên thu tầm lại, sau này việc lớn của đế quốc còn cần ngài quyết định. Vương Nguyễn nói xong liền lấy ra chiếc ấn vàng óng ánh kia, cố nhét vào tay của Hà nhân. Hà nhân như thế mà vội vàng đẩy ra. Vương lão tướng đừng đùa nữa, bản hầu còn không muốn làm hữu tướng, sao lại thèm khát chức tả tướng của người chứ? Cái đó, Hà tướng hiểu lầm rồi, đây không phải ấn tả tướng, mà là ấn hữu tướng, chính là cái mà Hà tướng trả lại cho bệ hạ hôm trước. Vậy ta càng không thể nhận. Mang đi, mang đi. Hà tướng, sao lại giận dữ vậy? Mấy hôm trước của thật là không phải. Mong Hà tướng vì quốc sự mà suy xét. Ta không nên đến đưa cơm. Ban đầu muốn xem họ chê cười, giờ thì hay rồi, tự mình bị hạn chế. Bản hầu của thật lời biếng, ngày ngày chỉ muốn trốn việc. Đức hạnh thật không xứng với vị trí thừa tướng. Người trí lo việc tâm, kẻ ngu lo việc sức. Hà tướng lo tâm, chúng ta lo sức. Trước đây không phải rất phù hợp sao? Nhưng bản hầu cũng bận rộn việc nước mà. Mượn đệ hạ 100.000 nô lệ này, không kèm theo lương thực. Hiện giờ mỗi ngày từ sáng đến tối đều phải lo ăn uống sinh hoạt cho 100.000 nô lệ này, phải tìm cách kiếm tiền lương thực chứ. Bản hầu tâm trí mệt mỏi, làm sao còn quyết đoán việc lớn của tân triều được? Bệ hạ sao ngài lại đến? Là lão phu hóa mất sao? Bệ hạ đâu? Ta cũng không thấy. Các vị, Hà nhân chạy rồi. Ta nghĩ Hà nhân sẽ từ chối, nhưng không ngờ hắn lại thật sự từ chối. Bình thường chẳng phải nên giả vờ từ chối rồi vui vẻ nhận sao? Sao Hà nhân lần nào cũng không theo lệ thường vậy? Đó là chức thừa tướng mà chúng ta ớt không được đấy. Người này thì hay rồi, cứ tránh né. Bị bệnh sao? Hà tướng thế này, chúng ta biết đâu thế nào với bệ hạ đây. Theo ta thấy, muốn Hà tướng nhận lại chức tướng, chỉ có bệ hạ đích thân đến thôi. Vậy thừa lúc cổng cung chưa đóng, mau về báo với bệ hạ thôi. Được, đi. Các vị đại nhân chưa thể rời đi. Nội sử phủ có lệnh, phàm cố ý phá hoại đường xá, ít nhất phải phục dịch 5 ngày. Cái gì? 5 ngày? Nửa ngày khổ dịch, ta lấy đi nửa cái mạng của chúng ta. Nếu liên tục 5 ngày khổ dịch, chẳng phải sẽ làm chúng ta chết mệt sao? Đó là giết người đó đồ khốn. Dù là giết cả dọa khỉ, thì cũng quá tàn nhẫn rồi. Hôm sau danh chính họp triều, phân thần vắng một nửa lớn, đại điện trống trải. Thật là hoang vắng, nhưng danh chính không những không giận, ngược lại còn rất khen ngợi nội sử đang xử lý công minh. Nội sử đằng này, quả không phụ lòng trẫm. Thiên hạ bình định,
Công Thần huấn tức nhiều kẻ ý công mà kiêu ngạo, đặc biệt là lão Tần ở Quan Trung là nặng nhất. Ta không khắc nghiệt với Công Thần, nhưng cũng không vì tư mà phí công quả, nên mới điều người Hàn là đang làm nội sử lệnh Quan Trung. Sự thật chứng minh, Trần Trọng Quan rất đúng. Nội sử Đằng vừa nhậm chức đã trực tiếp xử lý Tam Cung Cửu Khanh. Vậy Phụ Hoàng có muốn ban triều tha cho các quan không? Hôm qua nhi thần về cung, các quan đã mệt đến nửa chết nửa sống. Không không, những công tử các người phạm pháp, còn phải chịu tội như thường dân. Chẳng làm sao có thể tha cho bọn họ được, là quan đại thần. Đặc biệt là Lý Tư, làm bị nghĩ, biết rõ pháp luật vẫn cố tình vi phạm, phong khí kiêu căng ở Quan Trung, phần lớn là do bọn họ gây ra. Lại nói, thêm chút nữa có sao đâu, vẫn tốt hơn là bị cắt mũi chặt tay. Nếu không phải Hà Khanh, đề xuất áp dụng chế độ lao dịch, đổi các hình phạt thân thể dưới mức tử hình thành lao dịch, lần này sẽ có người phải chịu đau đớn. Những lời này khiến Phù Tô không thể nói gì, nhưng hắn vẫn là thái tử. Nên nói tiếp, các đại thần đều có tuổi, chi bằng để con cháu thay thế chịu phạt, đây cũng theo pháp luật. Đồ nghịch tử, không cãi lại ta thì sao chứ? Không phải là con, càng không phải là cha. Phụ hoàng đừng đánh nữa, con sai rồi, con sai rồi. Đi thông báo cho các đại thần, khi nào Hà Khanh trở lại trước thừa tướng, khi đó sẽ kết thúc lao dịch. Vâng. Thái độ chống đối của Hà Nhân hôm qua rất rõ ràng, muốn Hà Nhân trở lại trước tướng quả thật là nhiệm vụ bất khả thi. Đây là do bệ hạ không chịu đích thân đến, lại để chúng ta đi. Không còn cách nào khác, Hà Nhân không làm tướng, chúng ta phải tiếp tục chịu lao dịch. Làm sao được đây? Các vị, đi thôi. Lần này dù dùng cách nào cũng phải làm cho Hà Nhân trở lại trước tướng. Được. Các quan đều nghiêm túc đồng ý, ném vỡ chén đào trong tay, đã quyết tâm rất lớn. Phụ Tô nhìn mà không nói nên lời, những kẻ phóng đã xung quanh cũng đều ngơ ngác. Khi thế này, các người chắc là đi cầu Hà Hầu làm tướng sao? Trông giống như đi ám sát Hà Hầu hơn. Thật vậy, nếu thêm câu gió thổi lạnh lên sông dịch, chẳng sĩ một đi không trở lại, thì Kinh Kha cũng phải kém xa. Đúng vậy. Hà tướng, mời nhận chức tướng, mong Hà tướng bị quốc sự, trở lại vị trí tướng. Hà Nhân im lặng không nói, im lặng một hồi lâu, rồi đột nhiên nhìn về phía sau các quan nói, bệ hạ, sao ngài lại đến? Hà tướng đùa rồi, đây đã là lần thứ hai ngài dùng chiêu này rồi. Được rồi, các vị đại nhân ta đã nói rồi, có 10 vạn công nhân phải nuôi dưỡng, thật sự không thể phân thân. Giờ lại có vô số kẻ phóng đang đến làm việc. Nếu ta trở lại làm tướng, ai kiếm tiền lương để nuôi họ đây? Các quan, nói gì thế này? Nghe như thể sản nghiệp nhà ông ta, không có ông ta thì không kiếm được tiền vậy. Các quan âm thầm phàn nàn, nhưng trên mặt không dám thể hiện, ngược lại còn cắn răng đồng thanh nói, được, chúng thần nuôi. Thôi đi, các vị đều mặc quan phục cũ rách, thật đáng thương. Ta sao nỡ lấy tiền lương của các vị chứ? Chúng ta mặc đồ rách chẳng qua là để giả nghèo, tránh ngày đòi tiền. Giờ thì tránh được đầu tháng, không tránh được giữa tháng, không chỉ phải tự dâng mình chịu chém, còn bị mắng một trận. Xong rồi, lần này ở ngoài, con trai cả của ta cũng phải theo ta ăn gió Tây Bắc. Chuyện gì vậy? Rõ ràng là mùa hè nóng bức, sao ta cứ cảm thấy sau lưng có luồng gió lạnh, lại còn là loại lạnh thấu xương. Mặc dù cuộc sống khó khăn, chỉ cần Hà Hầu trở lại vị trí tướng quốc, chúng thần dù không ăn không uống cũng sẽ dành dụm tiền bạc. Đúng vậy, chúng thần sẵn sàng giúp Hà Hầu xây dựng phong quốc. Đây, ta đang thiếu tiền. Thiếu nhưng cũng không thiếu. Thiếu vì ta muốn mở thêm nhiều học viện, không muốn dùng hết số tiền có hạn vào việc xây dựng hành lang Hà Tây. Không thiếu vì ta có nhiều sản nghiệp. Nếu ở vị trí nhàn rỗi, hoặc là một phu sĩ nhàn hạ, sẽ có sức phát triển nhiều sản nghiệp hơn, để nhanh chóng mở rộng mạch máu khắp Đại Tần. Cho nên, việc các ngươi muốn dùng tiền để ta quay lại làm tướng, điều đó hoàn toàn không thể. Hơn nữa, nếu danh chính thật sự muốn ta quay lại, đã tự thân đến gặp hoặc triệu kiến, chứ không phải để các người đến đây, vẫn cần phải để danh chính từ bỏ ý định, tránh cảm thấy khó xử, và để ta được thanh nhàn. Lòng hào hiệp của các ngươi, ta đã nhận. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chúng thần trợ giúp Hà Hầu xây dựng phong quốc, mong Hà Hầu quay lại vị trí tướng quốc. Lòng hào hiệp của các ngươi, ta đã nhận. Nhưng việc làm tướng quốc xin đừng nhắc lại. Ta định đến phong địa cũ ở Hà Tây, đợi sửa xong Quan Trung sẽ khởi hành. Lúc đó ta sẽ sắp xếp việc phong quốc. Nếu bệ hạ vẫn muốn dùng ta làm tướng, ta sẽ về Hàm Dương không muộn. Ngô Cơ, đi. Hà Nhân đã nói đến mức này, các quan không dám ngăn cản nữa, chỉ đánh bất lực nhìn ông dắt Ngô Cơ dần dần đi xa. Một lúc sau, Lý Tư chợt nhận ra điều gì đó không ổn, mặt lộ vẻ kỳ lạ nói, vừa rồi Hà Hầu nói là tâm lĩnh hay chỉ lĩnh? Các quan cùng giật mình, rồi trợn tròn mắt. Tâm lĩnh là từ chối khéo, lĩnh là chấp nhận. Văn hóa Trung Hoa sâu sắc thay, chỉ một chữ khác mà sai nhìn dặm. Đúng vậy, chúng ta hô hào giúp Hà Hầu xây dựng phong quốc, nhận thầu xây đường thẳng gọi là tiền lương. Điều kiện là Hà Hầu phải về làm tướng. Nhưng Hà Hầu thì sao? Từ chối làm tướng, nhưng lại nhận sự giúp đỡ của chúng ta, hoàn toàn không theo lẽ thường. Có lẽ chúng ta có thể coi như nghe nhầm. Không cho ông ấy là xong. Đây, điều này có vẻ cũng được. Hà Hầu quay lại. Các vị đại nhân, sau khi ta suy nghĩ kỹ, thấy rằng thế của phong quốc không quan trọng bằng thế của Đại Tần, ta nên ở lại làm tướng quốc. Hà Hầu đùa sao? Ta không đùa đâu. Không chỉ làm tướng, còn sẽ tâu lên triều đình phương pháp làm bê tông. Ta không phải đang mơ chứ?
xin hỏi vì sao Hà Hầu đột nhiên đổi ý? Bê tông này có lợi cho quốc gia. Bổn hầu chỉ đưa ra một vài manh mối. Còn tỷ lệ nguyên liệu và cách nung đều do học trò của Đại Tần nghiên cứu. Nếu tôi công thúc lên, triều đình phải phong thưởng. Ra là vậy, phong thưởng tất nhiên phải có. Mỗi học trò được thưởng 3 cấp. Sao, thứ có ích cho quốc gia và dân chúng như vậy chỉ cho 3 cấp thưởng? Đâu phải các người cho, mà là quốc khố cho. Sao phải keo kiệt? Chính vì là quốc khố thưởng, càng phải cẩn thận, thực tế và công bằng. Nếu đã vậy, ta vẫn đi Hà Tây vậy. Hà tướng đừng vội, cho mỗi học trò 5 cấp. Quân thần sợ Hà Nhân đổi ý lần nữa, nhanh chóng nhận thua. Bởi vì nếu Hà Nhân không trở lại làm thừa tướng, họ cũng không thể quay về, chỉ có thể ở lại công trường tiếp tục làm việc. Thế mới đúng. Vương Lão tướng lại hỏi ẩn tín đâu? Ở đây. Rất tốt, cùng về cung gặp bệ hạ thôi. Vừa nhận được tin khẩn từ quận Trường Sa đất sở, cựu thần nước sở đã phục quốc tại đất Nam Nhạc và đã lập một vị sở vương. Bệ hạ đại nộ, triệu chúng ta vào cung bàn đối sách. Được, đây mới là lý do thực sự khiến ta đột ngột thay đổi ý định. Triệu Cao vừa truyền chỉ dụ, nói danh chính cho ta lập tức trở lại vị trí cũ, dẫn quần thần vào cung bàn việc. Không giải quyết xong Nam Nhạc, ta đừng mong từ chức tể tướng. Tất nhiên việc xin phong thưởng cho học trò cũng là điều đúng đắn. Ta đang tính toán chế độ quản lý học, lần này chỉ là một khởi đầu. Nam Nhạc vùng đồi núi Lượng Quảng lại bị cựu thần nước sở phục hưng, do hậu duệ của sở tướng Hạng Yến cầm đầu, một là Hạng Lương, hai là Hạng Vũ, đã chiếm được trăm dặm đất Nam Nhạc. Lại có con trai của sở Hoài Vương được dùng lập làm tân sở Hoài Vương. Chư vị ái khanh nghĩ nên đổi phó thế nào? Phái đại quân diệt trừ, thần xin xuất chiến, cho thần 30 vạn binh bộ. Điện nội lập tức hô hào đánh giết. Dù văn thần hay võ tướng, ý kiến đều thống nhất bất ngờ. Thậm chí văn thần còn giận dữ hơn võ tướng. Ta khó khăn là mới chờ được thiên hạ yên bình, chưa kịp phát tài loạn lại nổi lên. Sao không giận cho được? Hoa Hạ thống nhất, với danh chính là báo thù, với võ tướng là công danh, với văn thần là an định. Kể cả di dân lục quốc cũng được hưởng thái bình, sẽ cảm phục triều đình phổ biến giống lúa tốt và nông cụ tiện lợi. Nhưng đối với quý tộc cũ lục quốc, là nỗi đau mất nước tận xương tủy, là hận thù diệt tộc không đội trời chung. Nên với loạn họ gây ra, hoàn toàn không cần giật mình kinh ngạc, chỉ cần bình tĩnh đối phó. Bắt được ai thì xử lý người đó, bắt được trong nước thì giải quyết trong nước, bắt được ở Nam Nhạc thì treo lên cây cho mũi đốt. Danh chính nghe một hồi, lại thấy Hà Nhân vẫn im lặng, không khỏi tò mò hỏi: Ái khanh, sao không nói? Có phải trách chấm thất hứa, không để ái khanh nhàn rỗi? Nghe giọng bệ hạ này, dường như chức thừa tướng này đã được hai người bàn trước. Không thể nào, ta vẫn tưởng việc mời Hà Nhân là trách nhiệm của chúng ta, nên mới bỏ thể diện đi cầu xin Hà Nhân. Dù bị ép, cũng đành chịu. Nếu đúng như ngươi nói, thật là đau lòng quá. Thần dù muốn nghỉ ngơi, cũng biết việc nước nặng nhẹ thế nào. Nay Nam Nhạc nổi loạn, chức thừa tướng này bệ hạ không cho, thần cũng phải dày mặt đòi lại. Có lời này của ái khanh, lòng chấm yên ổn. Nhưng ái khanh đã không trách chấm, vừa rồi sao lại lạnh nhạt không nói? Loạn nổi lên ở Nam Nhạc, chứ không phải trong nước Đại Tần, việc gì phải quá kinh ngạc? Ngược lại, thần cho rằng đây là điều đáng mừng. Một khi nước sở phục hưng, chắc chắn sẽ đe dọa Đại Tần, có gì đáng mừng đâu? Khanh hẳn có cao kiến, hãy nói ra. Quân sở cũng muốn khôi phục, nhưng không dám ở đất sở mà phải chạy đến Nam Nhạc. Điều này cho thấy lòng dân đất sở đã ổn định, chế độ quận huyện đã vững chắc. Đây là điều mừng thứ nhất. Hơn nữa, quân sở cũng tranh giành đất đai với các bộ tộc Nam Nhạc, chắc chắn sẽ khiến dân Nam Nhạc không được yên ổn. Theo ý thần, cứ để cho chó cắn chó, khi cần thì giúp bên yếu hơn, tốt nhất là để Nam Nhạc đánh nhau tàn nát. Quận Trường Hà chỉ cần phòng bị, tiếp nhận dân Nam Nhạc chạy nạn. Hai bên như nhiều tranh đấu, đợi thời cơ chín muồi, Đại Tần sẽ phát đại binh, ngồi ngư ông hưởng lợi. Đây là điều mừng thứ hai. Ai khanh nói rất đúng, quả thật đáng mừng. Thực ra trong lòng chẵn về bản đồ Đại Tần, không chỉ bao gồm lục quốc, đất Nam Nhạc trong lòng chẵn cũng là lãnh thổ cố hữu của Hoa Hạ. Cho nên chẵn còn muốn năm sau phát động chiến tranh Nam Chinh Nam Nhạc, tiến hành trận chiến thống nhất cuối cùng. Nam Nhạc nhiều núi rừng, mưa nhiều, là vùng đất sinh ra khí độc. Nếu muốn chinh phạt, phải chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng phải giải quyết khó khăn về vận chuyển lương thực, có thể mượn sức của đường sông hoặc trực tiếp đào canh. Tóm lại, đường tiến quân phải có đường thủy làm chỗ dựa. Thứ hai là binh lính từ vùng đồng bằng đi đánh, phần lớn không thể thích nghi địa hình Nam Nhạc, càng không thể thích nghi khí hậu ẩm nóng Nam Nhạc. Em rằng chưa kịp giao chiến đã bệnh tật đầy doanh trại, nên cần tuyển binh từ Nam Sở, bổ sung huấn luyện đặc biệt, rèn thành một đội sơn binh mạnh không kém kỵ xạ thủ, mới có thể đánh Nam Nhạc. Tân Thủy Hoàng liên tục gật đầu, mắt sáng lên đầy phấn khích. Hai nhân đã tính toán mọi mặt, ông không thể không hài lòng. Những ngày chọn tướng này cũng đưa ra vấn đề chinh phạt Nam Nhạc với các quan, nhưng các quan đưa ra kế hoạch tấn công không hay. Có quan vừa mở miệng đã đòi 30 vạn quân, dồn hết sức nước tấn công. Ngay cả Vương Tiễn và con trai cũng nói như vậy. Điều khác biệt duy nhất là hai cha con cũng đề xuất dùng nhiều quân sở. Trung hợp với ý kiến của Hà Nhân,
Không biết Hà Tường nói Sơn binh mạnh nên huấn luyện thế nào. Trước đây đại tần đi chinh phạt đều là binh lính tự chuẩn bị vật tư, mà Hà Tường trước đây chinh phạt Hung Nô đề xuất trang bị cho 30,000 kỵ binh, đã bắt kiệt quốc khố. Lần đây dân chúng thu hoạch mùa thu, thế mới thu về. Không lẽ lại một lần nữa? Sơn binh mạnh khác với kỵ xạ thủ, chỉ cần ít vũ khí mới là có thể dùng được. Vậy thì tốt. Còn về phương pháp huấn luyện cụ thể, ta năm xưa tham gia đánh sở, cũng từng huấn luyện binh sĩ thích nghi chiến trường. Bệ hạ có thể tìm một đội diễn tập, để các tướng trong triều xem, lĩnh hội bí quyết, rồi bổ sung thiếu sót. Được Triệu Cao truyền lệnh vệ binh trong cung, có ai từng theo Hà Phong đánh sở không? Tìm đến diễn tập ngoài điện. Dạ. Không lâu sau, quân sĩ tập trung đến, hướng về Tần Thủy Hoàng hành lễ. Hai nhân bước lên vài bước hô lớn: quân mang khiên tròn, quân mang khiên dài, quân mang giáo lang, quân mang thương dài, quân mang cầu liêm, quân cung nỏ. Mỗi người một vị trí, tạo thành trận uyên ương. Các vệ binh ngàn người, sau đó nhanh chóng hành động, hỏi han nhau về sở trường của mình, nhanh chóng chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm 12-13 người. Rất tốt, bệ hạ, thần năm xưa tham gia chiến dịch đánh sở, khi đánh tới phía nam sở giáp Nam Nhạc, xin ngựa đã thất bại. Nam sở toàn là núi rừng sông hồ, đại quân không thể triển khai trận thế. Quân sở địa phương lại quen núi rừng, như đi trên đất bằng, thường phục kích tập kích, khiến thần lúc đó rất đau đầu, đành phải tạm dừng tiến quân. Dùng trận này huấn luyện binh sĩ đối phó quân Nam sở. Trận này gồm 13 người, ưu điểm là linh hoạt công thủ toàn diện, chống đỡ phục kích trong rừng núi, có thể nhanh chóng thành trận, giao chiến hỗn chiến với địch. Trận này tách ra vẫn là hai tiểu trận giống nhau, nên gọi là trận uyên ương. Trận uyên ương hợp lại sẽ thành đại trận, cũng công thủ toàn diện. Hay, hãy diễn tập một phen. Có ai từng cùng trận năm xưa không? Có, diễn tập đánh giặc thôi. Rõ. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe giáp vào cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.